Phải. Phải đâu phải. Nhìn uy tín Nhầm. thế kia mà. Cây đây uy tín thiệt luôn. Đúng rồi. Không phải đâu. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tolly. Hôm nay mình Ồ, sẽ xe làm máy. clip đi trà Xe trộn máy cho đùi mọi người đá, xem. đá. Kiếm mãi được cái Ủa, phòng này đây chắc có nó vẻ một là tay cũng thật hài hài kia. đấy anh em ơi. Có tin nhảy Ủa, xuống đây đấy, nó có có tin nhảy một xuống cái đấy. bẫy Kiếm xuống vậy. đã, kiếm xuống đã. Có người ở đây nè. Nó bên dưới này. Ở đâu? Ở đâu Trên đầu một? mình có một Chỗ thằng tao, vừa chỗ nhảy xuống. tao. Chỗ này ơi, nó... Ôi, có con chó này, có con chó này. Ôi trời ơi. Bạn nằm ở đây bạn phơi nắng à? Trời Rồi, ơi. đúng rồi. Ông là mặc Thấy bộ chưa? quần áo trắng giống kiểu mực phơi khô ạ. Mực nướng mình thèm ăn mực Làm nướng thế quá, bây giờ bao nhiêu lâu phải mình không trở ăn thành mực sớm nướng tôi rồi. đi. Mấy ông này có vẻ là nhận ra mình rồi. Đấy, mình cái đã gì bảo nói rồi, gì dùng ác tính đi chặt trộn kiểu đi. gì 90% là bị nhận ra. Dù có thay đổi quần áo hay Để là bỏ để skin thấy sang các cái kiểu cam ngoại hình đi vẫn bị nhận anh em ạ. ủa mày Có tiếng quát đằng trước ra này. trên này là bay Trời ra ơi, sao gì vội vậy? Nó mà đây đu ở mấy đây thùng kia là bắn cho tẹt mỏ thì sao? Đây đây. Cái gì đấy? Bắn như vậy mà không chết á? Trời ơi. ok Bó tay luôn ạ. cứu cứu chụp cái hầm đi, cứu chụp Sao cái không hầm bắn tim vào để rồi tôi sao đi lâu chết vậy ta? mình xem tivi Này này. Mình chả biết có bung. nó không tin hồi nãy pha bị tôi đi nhập hay sao tôi bắn pha sập gần dính thiệt luôn á. Tao hơn mày yêu đi mày. Mày Mày đi mày. Rồi có cây snap nào đưa 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 cho tôi đây bắn. Trận này mình không thích bắn I slip got lắm. supplies. Ủa anh Mà hãy có tử. hôm À nay không, bây giờ Mushinagan, có làm chịu, clip không thích không? chơi. Không, giờ tối nay không có làm, chắc không làm. Đây, I đang got làm supplies. đây, nhưng mà không mở Làm mic. ông làm nhắc Mở lại mic thì lại sẽ hả? không vui đâu. Làm clip giao lưu với fan. Mushinagan nhỉ? Gì vậy chung? Mày như mình hình như là nó nuôi con chó xong con chó nó ỉ ra cái top 8 cho thằng chung gì. À nó tìm được mấy cái đồ ngon nè. À hay vậy. Nó ăn chó này nó khôn hơn chung ha. Má thiệt Okay. Ok. Con cầu bên bên Mỹ coi chó là bạn, còn Việt Nam coi bạn là con chó. Chó này nha. Vãi trường. Đấy, đây chính là một trong những lý do mà mình không muốn mở mic. Vì nếu mà mở mic ra mọi người mà nhận ra mình kia, mọi người sẽ không nói chuyện được tự nhiên như thế đâu. Có những trường hợp mà Nó mình làm vào gì lên phòng thì mọi tivi người rồi nhận chung ra mình. Nhận ra có mình thì thường là mình chào xong mấy thì mình out thôi. Chứ còn nếu mà chơi cùng với năm cả những người mà nhận nữa ra mình rồi ấy, thường nó mà sẽ không tự nhiên mà không được vui chút có nữa. em làm cái em rồi đó Uy đừng tín có nói đấy. Mấy hôm nay ông nói mấy câu uy tín đấy. gì Việt cái Nam gì có em bạn là nói chó. Vãi trường. ấy nói mày là con chó mày tính good game Okay. đúng không? Ông này hàng sớm tôi đi chắc. Ô, không có vào tôi đi. Nếu bạn muốn mua tài khoản PUBG Mobile, hãy truy cập ngay tonysamart.vn. Shop bán app uy tín, giá rẻ, chất lượng với các gói sự kiện may mắn có tỷ lệ trúng thưởng lên tới 100%. Liên hệ ngay với admin qua số điện thoại và fanpage được ghi ở cuối trang web tonysamart.vn. Để xe đi thôi anh em ơi. Tưởng thật sự đông lắm, hóa ra bắn được mấy thằng hết người anh em ạ. Lên xe, lên xe, lên xe, về bến cho em. Cái chữ tặng là quá sai, lên xe rồi anh em ơi, lên xe, lên xe, lên xe. Lên nào. Nhanh lên, ô. Nhanh lên anh em ơi. Nhanh lên nào. Nhanh lên. Ơ tải những cái xe đi kiểu bị đứt phanh. Lâu lắm không đi bảo dưỡng, chắc bị đứt phanh rồi. Rồi, bắt đầu ngã lên. Đây, đi ngược lại đây. Chiều theo ý mấy ông luôn. Quá nhanh. Chán quá, nhầm đúng này chạy chậm quá anh em ạ. Này phải đi chậm thêm tí nữa. Thấy không? Khỏe không? Tưởng ném mù mà lên được. Chung Tưởng ném lết, tưởng ném mù mà lên được á, hơi bị nhầm ấy. rồi Lên ok xe, rồi lên xe. mò mò đi mò sao lát lát làm cái cáp đi phát cái gì đấy? Mark the location. Ấy gì gì lát làm cái cáp Watch đi out. Cáp cáp gì kêu nay con để tôi riêng vô chơi này có thể để tôi đi vào chơi. Ui mấy thằng có nào nó giải đinh ra giữa đường vậy?
mất luôn cái xe đi rồi. Xe sơn 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 màu lên này, chạy bộ không à? Xe đâu kéo cẩn thận thôi. Mày quá không cam. Ui dồi mẹ thằng cò hó, thằng mất dậy nào nó còn phá cả hai bánh sau rồi. Mày quá vẫn chạy được bình thường. Mark the location. Vẫn chạy được bình thường tài nhờ. Mất hai bánh sau rồi mà. Té mắt lên rồi. Ôi ơi, đỏ đỏ xe chứ, xe đó ở đây đụng đụng vô. Đụng vô. Bay chờ một mình đâm cái tàu điện. Trái nước, trái. Mày trốn đi đâu? Vừa có tiếng bắn ở đằng này này. Nhưng mà từ đó đồ mình hơi lag, tự nhiên ném quả bom ra lấy làm gì nhỉ? Hơi lag tí anh em ạ. Lúc nào chưa xong thì mình sẽ phải nghiên cứu tại sao mình ném quả bom ra đấy. Ui mẹ còn một cái nhà bên cạnh nữa. Trời đất ơi. Lửa lửa nhau thế ai chơi? Vai. Doraemon kìa, phía bên kia. Lên xe lên xe lên xe. Come on. Rồi xong, đúng rồi, chạy bộ không cần đi xe luôn. Mất một người rồi. Mày nhớ nó không phạt. Cứu chung đi. Chúng xe này kiểu như bị mất hai bánh cho lên grip. Gọi đánh võng được. Hai thằng xe nó đấy. Từ từ, mình phải cam nữa. Cho nó đỡ chạy xuống gà. Nó xuống dưới rồi. Được, được, được. Có hai thằng. Ui. Cửa kia cổ thì nó chạy xuống bên hai thằng bên trước. Đây, có một thằng cuối đây này. Trời đất ơi, ông kêu cổ số quan ông cái mạng của mình luôn ạ. Ôi chiếc xe mới kìa. Chiếc xe mới thôi đi, hai bánh này hơi khoa anh rồi. Có chứ, lên xe, lên xe, lên xe. Ủa? Ủa chưa tải skin nữa, trời ơi. Trời ơi, điên chứ, chưa tải skin à, điên chứ. Giờ về bộ chiếc kia, à quên, giờ về đô dốc rồi. Mình đến tới xe tôi, ui có xe chúng ta này. Ui mẹ xe đánh võng đi nhanh thế. Cận chiến phải. Đi. Xe đồ. Ô, xe đồ. Trời ơi, chạy nhanh vậy. Vừa thế đây mà. Vừa thế đây mà. Hay đâm xuống biển nhỉ? Không phải đâm xuống biển anh ơi. Mẹ nó ngay sau khu nhà ấy kìa. Thế mình đi vòng lấy ra kia thế mà nó bắn mình. Ở ngoài có nhà. Nguyên team luôn cả. Một tàu. Hai đầu. Múc ba luôn. Trời má ơi, còn thằng cuối cùng ở đây này. Đèn thế. Rồi, xong. Ờ, nó dễ. Có sao game kỳ vậy? Dễ phải trưởng mình lúc ba còn đâu nữa. Kiếm 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 kiếm. Giờ thì kiếm người khó khăn vai trưởng. Chạy vô lửa. Còn bao nhiêu thằng? Còn bao còn 6 thằng nữa thôi chứ có nhiều đâu. Giờ này có được 15 kill rồi. Có người, 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 người. Thấy mỗi thằng ta phải không? Một thằng. Ở đây có thằng nữa đây. Ui nó làm quẩm không biết. Có đầu, có đầu, em ơi, có đầu, có đầu. Ui nó ra cái này. Nghe nằm ở đây à. Nốc thằng đấy rồi mà bị thằng kia nó đầu nhà nó bắn mình ạ. À. Cày thi. Trong trong nhà chạy vô trong này đi. Watch out. Ở trong đấy nhá, ngoài đấy nhá. Gì chung đi thăm. Cố lên, cố lên, cố lên. Yếu luôn. Anh số ơi, anh số 2 cứu em với anh ơi. Số 2 cứu em với anh ơi. Rồi sao? Trung bị lốc, ui Trung bị gạt luôn rồi anh em ạ. Quá đen cho Trung. Tới kể nữa. Má sao Trung xu dữ trời. Mình nghĩ ông này cố tình không. Có bao nhiêu thằng? Còn có 2 thằng nữa thôi anh em ơi. Trước mặt là có tiếng súng này. Đồng đội báo mình tới ngay mà chắc là không kịp rồi. Đi phọt cả cứt ra. Còn nó chết sớm quá anh em ạ. Không hiểu kiểu gì. Ui chung bằng này. Mày chết này. Này thì bắn đồng đội của anh này. Ui số 2 yếu máu thế à. Đang định lên xe đẩy luôn ạ. Thằng cuối nó gần ngay thằng đó luôn á. Lên xe, lên xe, lên xe, lên xe, lên xe. Rồi mày chạy bộ đi. Đây đây đây. Thôi thế ở đây đi. Mình xuống xe ra đã. Trời. Khoai rồi. Quả này cứt rồi anh em ạ. Quả này đen rồi. Đâu biết nơi đó đâu. Giờ tí mình ném bom xong rồi mình sẽ đá xe lên kia cứ ông độ thử mà. Đang đoán thì bị giật luôn. Cây ngọn tao nóc được một thằng tao nóc. Ui mẹ nó ở xe luôn kia. Bố ai chơi.
rồi, kiểu số 2 giờ khó rồi anh em ạ. Mình hết nét rồi. Trời căng thẳng quá. Nó quăng lựu đạn. Mà anh đang ghép nhà. Cho kia ra đây đó. À, nó còn cố nó. Chờ ném bom. Nhìn mặt chó mày ghét quá, nó phải gạt phải chứ sao. Mẹ cái thằng này nó vẫn chảy cối nó đứng dưới kia. Cái mẹ gì đấy? Ghép nhạc kịch tính á? Má, gặp mấy chặt tóc bắn mấy pha này đã ghép nhạc. Ờ, bây giờ ghép quả nhạc hợp lý tí. Giờ ghép thêm quả nhạc. Nào mà dù anh được top 1 anh nhớ ghép bài đó nha. Ok. Ui trời 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 trèo quá trời trời. Mẹ thằng này nó chảy cối nhờ. Vẫn đứng ở dưới kia. Bo thu tận đít tối kia 20 giây nữa. À, anh em khó bắt đầu đẩy rồi đây. Giận vâng. Mà lên trên này xem nào. Vâng, và đây là một pha xử lý. Ôi, tao sợ lắm luôn. Giờ thằng nào lên trước làm bố. Không, quay về. Vẫn muốn nhây. Đây là pha cuối cùng. Đối thủ đang tiến công lên. Chạy tới gần rồi này. Nó có khiên. Má tao nghĩ nó có khiên. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Mày này. Trời tao này. Chết cha mày đi. Ok, mọi người xem clip hay đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh Đường Hồ Mình nhá. Mua hàng thì qua shop tdsama.vn nhá.